quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Môi Trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi Trường TV.